Dạ em xin chào cả nhà, ngày hôm nay thì em có đến nhà vườn của bạn Thí Như ở ấp Vĩnh Hiệp, xã Vĩnh Thành, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre để em quay giao lưu với cả nhà một số mặt hàng mai vàng mình chơi Tết nha cả nhà. Rất mong cả nhà mình xem tham khảo và ủng hộ cho bạn Như nha. Anh chào Như nha. Dạ em chào anh và em mến chào quý cô chú anh chị mình đang xem kênh nha. Rồi. Thì hôm nay trở lại với kênh, em có một số mặt hàng mai giống và mai chơi Tết ha. Và em xin giới thiệu cả nhà là mai tàn cuối clip hàng thường chậu chơi Tết nha cả nhà. Rồi. Thì rất mong quý cô chú anh chị mình xem hết clip và ủng hộ cho vườn em nha. Rồi. Địa chỉ của em là ấp Vĩnh Hiệp, Vĩnh Thành, Chợ Lách, Bến Tre. Số điện thoại Zalo của em là 0907 160042. Số này em có xài Zalo luôn. Rồi đầu tiên thì em có ba loại giống Zalo với cả nhà mình nha, gồm cúc Tân Châu, họ Hưng với Thủ Đức nha cả nhà. Hàng 70.000 cây, chậu 1-8 như cô chú anh chị. Rồi chậu 1-8 thọc lồng, dạ. Giá là 70.000 một cây cả nhà ơi. Dạ, hàng này là hàng già mùa rồi. Cây này là cúc Tân Châu nha quý cô chú anh chị. Cái gốc bên đây anh lấy có chuyện ngón tay trỏ đi ha. Rồi 4 ngón tay, bỏ ngón tay cái anh ơi. Rồi để đi cả nhà ơi. Chiều cao trung bình em lấy nhiêu được chiều cao của nó tầm 40 đi anh ơi. 35-40 tùy cây ha. Ừ, chiều cao 35-40. Đúng rồi. Để đa dạng nha cả nhà. Rồi cao nhất 40 đi anh. Cho anh thằng có một vài gốc nữa. Cao nhất là 40 cm nha cả nhà. Dạ, 40 cm. Mình có được 3 giống cúc Tân Châu, rồi giỏ Thủ Đức với lại gì nữa? Với lại họ Hương hả? Họ Hương. Rồi đế này cả nhà. Đó, chậu này là chậu thứ 8 thọc lòng nha. Dạ. Rồi. Cái này thì nhà vườn sẽ bó bầu gửi nha. Dạ đúng rồi. Bó bầu gửi nè cả nhà. Cây này nó hơi hết chậu, cây này thì tróc lóc luôn nè. Dạ đúng rồi. Đó. Thì số điện thoại nhà vườn em để góc bên trái bên đây, có gì cả nhà liên hệ nhà vườn giúp em. Nhà. Cái này thì đơn này là 2 cây em gửi hàng nha, 70.000 cây thì 2 cây em gửi hàng. 2 cây gửi. Đúng rồi. Rồi mấy cây mình bao được. 2 cây em gửi hàng đơn 300 em bao phí ship cho mình luôn nha. Rồi, đây cả nhà, hàng này là hàng chơi Tết có ôm nụ kim hết rồi nè cả nhà. Rồi đơn hàng 300 em bao phí ship ha. Ừ. Rồi nếu anh chị mà mua 2 cây thì phụ giùm nhà vườn em là 30.000 tiền ship nha. Rồi. Đây cả nhà ơi. Nó ôm kìm hết trơn, mấy cái gốc này là già mùa rồi cả nhà. Người uống nhắn lông hết trơn nè anh. Ừ, uống lắc lượng hết trơn phải không? Đó. Đây cả nhà. Đế củ đế đa dạng hơn như ha. Dạ đúng rồi. Đây cả nhà ơi. Ồ mấy cái củ này. Ghê không? Cả nhà thích củ đế nha thì có gì cả nhà cứ liên hệ nhà vườn giúp em đi, rồi mình gọi cây mình qua Zalo cả nhà, rồi mình tham khảo trực tiếp nhận hàng, cả nhà kiểm tra hàng trước khi thanh toán nữa ha. Bên đây em quay thêm cho cả nhà xem mấy cây thọ hương nha cả nhà, cũng đồng giá là 70.000 cây luôn hả Như ha. Dạ đúng rồi. Rồi thọ hương cái form thì nó hơi cao hơn hả Như. Dạ đúng rồi anh. Cũng 40 à, lấy cái thứ cỡ 40 chuẩn đi cả nhà ơi. Rồi như cỡ 40 chuẩn đi. Dạ. Rồi cái gốc thì em lấy trong chi 4 ngón tay nha cả nhà, bỏ ngón tay cái ra giùm em nha. Đế có đế hết nè cả nhà. Nụ kim hết trơn cả nhà ơi. Rồi. Nụ kim lên nè anh. Thì hàng họ Hương này á, thì nó sẽ thưa nụ hơn những cái dòng khác nha. Giống như giảo siêu nụ thì nó lên nhiều, họ Hương thưa. Nhưng mà được cái bông của nó 24-36 cánh, hai bông chùm qua hôm nha cả nhà. Nó nở bông chùm nha cả nhà, cúc họ Hương cả nhà. Cũng chậu tất 8 luôn nha. Ừ. Thân thì có uống nhắn lông hết nha cả nhà nha. Số lượng mình còn nhiều không Như? Dạ số lượng này em cũng còn có chừng 100 cây trở lại nha cả nhà. Còn 100 cây trở lại. Cả nhà có lấy sỉ thì sẽ có giá tốt, cả nhà cứ liên hệ nhà vườn giùm em mấy cả nhà. Rồi tiếp theo là giảo Thủ Đức nha cô chú anh chị. Giảo Thủ Đức cả nhà ơi. Dạ. Rồi, cũng Thủ Đức ha. Cũng đồng giá luôn giống như nãy anh giới thiệu không? Dạ đúng rồi. Là 70.000 một cây luôn cả nhà. 70.000 cây luôn. Rồi giảo Thủ bóc Đức. Mấy cây tàn đều đều, cây đó hơi bị trống tàn, em cũng không có giao cho cả nhà đâu ha. Cây đó thì nó hơi nhỏ tàn đúng không? Dạ rồi. Rồi. Mấy cây này được không em? Dạ mấy cái đó cũng được luôn anh. Anh chị mình thấy cái củ đế nó bự không? Ừ, củ đế bự nè cả nhà. Nhưng mà nó bị hơi trống tàn cả nhà. Anh chị mình muốn củ đế thì nói em chọn củ đế ha, chứ mấy cây chưa đủ phơm tàn em cũng không có giao đâu ha. Ừ. Như vậy là em giao nè. Rồi mấy cây vậy thì ok nè phải không? Dạ. Rồi, đây cả nhà, để xa xa cả nhà mình xem. Cũng quấn đế đa dạng luôn nha. Đế đa dạng luôn. Chiều cao thì của nó 40 luôn nha cả nhà. Rồi. Ba giống này thì chiều cao thông số nó cũng cỡ nhau dạ, cả nhà. Rồi, giá tiền mình giao lưu cũng bằng nhau luôn. Nụ lên quá trời luôn anh ơi. Ừ, đây cả nhà ơi. Đây, nụ kim. Mấy cái hàng già mùa nè. Nụ kim nó lên ha. Rồi tiếp theo em giao lưu với cả nhà mình là giảo siêu nụ Bến Tre cả nhà. Giảo siêu nụ Bến dạ, Tre. Dạ đúng rồi, hàng này hàng thừng chậu 2 tấc. Ừ, chậu này bự hơn cái lô nãy em quen cả nhà, chậu này tới chậu 2 tấc lọc lòng nữa. Dạ. Rồi cái thông số bên đây mình lấy làm sao đây Như? Đo thử cho mình vài cây đi. Chiều cao 40 đi anh ơi. Chiều cao 2 cây 40 ha. 40 cm ha. 40 đi. Rồi. 40 đi anh ơi. Rồi cỡ đó cả nhà, 40 cm. Thì giỏ siêu nụ nút nụ rất là nhiều nha cả nhà. Để em quay cái dàn nụ cả nhà mình xem. Đây cả nhà, nụ kim nè. Lên nụ kim luôn nè. Bé bên đây nữa nè. Đó, cái nào cũng là nụ kim hết trơn ha. Nào quá trời luôn nè. Ở này thì hơn uống dán lông toàn bộ nha cả nhà ơi. Rồi. Củ đế thì đẹp ha, củ đế nở đẹp ha. Cái gốc bên đây anh lấy cái hoành ngón tay cái đi ha em. Ngón tay cái đi. Ừ, gốc bự rồi cả nhà. Có chừng 4 ngón tay, bỏ ngón tay út ra, có cây cỡ ngón tay cái, có cây cỡ ngón tay trỏ, tay giữa mình luôn ha. Rồi cho anh coi vài gốc mới đi. Giá mình giao lưu nhiêu cây nha em? Dạ 100.000 cây. 100.000 một cây cả nhà. Hai cây em đi đơn. Hai cây mình gửi hàng. Dạ đúng rồi, hai cây em gửi hàng. Rồi ba cây em bao phí ship, 10 cây tặng 1 luôn cả nhà. 10 tặng 1 luôn. Dạ đúng rồi. Rồi, giảo siêu nụ nè cả nhà.
Đó, nút nụ nè, mắt lá nó cũng khít nữa cả nhà. Nút nụ nó đơm rất là đặc luôn nè cả nhà. Đó, coi hiền gốc nữa. Mình còn nhiều không Như? Dạ, số lượng này em cũng còn nhiều nha anh. Đây cả nhà ơi, hàng này là 100 ngàn một cây nha, chậu 2 nha cả nhà. Đó, nút nụ đó, cái đường thân cũng đẹp nữa cả nhà ha. Đế thì cái lồn này đế bự hơn bên kia nữa nha, tại vì gốc nó bự hơn nữa cả nhà. Đó, nguyên cái củ đế nè. Cái hoành có chừng đa phần ngón tay cái anh thấy nhiều hả? Dạ, nhiều, đúng ha. Rồi, đúng rồi. Ừ, 100 ngàn một cây cả nhà ơi. Dạ. Đế nó đa dạng lắm cả nhà, nói chung là em thấy ít có cây nào giống cây nào lắm. Cả nhà mình gọi điện thoại qua Zalo mình trao đổi trực tiếp nó dễ hơn. Nụ lên quá trời luôn hả anh. Ừ, nụ nó lên về về luôn nè cả nhà. Đó, rất là đẹp thôi. Cây này Tết cả nhà mình trưng là cực kỳ ngon này ha. Này, rồi 100 ngàn một cây nha. Vô mấy cái chậu mà đẹp đẹp là khỏi bàn luôn ha, quá đẹp luôn. Bên đây mình cũng bó bầu mình gửi hả nha. Dạ đúng rồi, em bó bầu em gửi nha cô chú anh chị. Rồi tiếp theo là em xin giao lưu với cả nhà là 6 mã số nha cả nhà. 6 mã số. 6 mã số gồm có Hữu Đức và Giáo Sư Nụ nha. Rồi. Cái chậu này là chậu như như chậu này là chậu 2 thất rưỡi nha. Dạ đúng rồi. Chậu 2 thất rưỡi thằng cả nhà, cây lớn hơn nữa cả nhà ơi. Hàng này thì chắc liền cốt luôn hả Như ha. Dạ đúng rồi. Cái gốc này có dựng tay cái của em đó nha, còn củ đế nè. Còn cái chiều cao mình lấy nhiêu đây nha, được nha. Đo thử cho mình nè. Cái này là mã số 1 mình vô thu theo cặp nha cả nhà. 50 ha. Chiều cao là 50 55 luôn á ha. Rồi. Cao nhất á nha, cao nhất là 55 đi anh ơi. Cả nhà ơi, cái cây này nó bự nha cả nhà. Chậu tới chậu 2 tấc rưỡi luôn á. Ngủ nhăn lông hết trơn nha. Rồi, còn gốc bên đây em quay cả nhà mình xem. Đó. Như vậy mình vô luôn giá là bao nhiêu một cặp gì dạ, chứ? Dạ 350 một cặp anh ơi. Một cặp như vậy là chỉ có 350, cái chậu dạ. Bự cả nhà. Như em cầm thử lên một cây cho cả nhà mình dễ hình dung cây bay lớn nha. Đây cả nhà ơi. Đó. Rồi cái này là mã số 1 nha cả nhà. Một dạ. Cặp như vậy là chỉ có 350 là bao ship luôn hả Như dạ. Ha. Dạ đúng rồi, cặp này là cặp giáo Hữu Đức nha cả nhà ơi. Rồi, mình tới mã cặp số 1. Mã rồi, số 2 nha cái nhà. Mã số 2 thì tàn nhánh nó xum xê hơn. Rồi. À, giáo Siêu Nụ. Cái này là Siêu Nụ, dạ. Hàng lớn hơn nữa nha cái nhà. À, cái này cũng là 2 thước rưỡi luôn. Lắc nè, hơn à. Nhân lông lắc lượng nhưng mà củ đế em chôn phân hơi sâu cũng có củ đế luôn nè anh. Nè, có củ đế nơ một cục này nè nhưng mà chôn phân hơi sâu mình không thấy rõ ha. Rồi. Này đây đây cũng vậy, cây này cũng vậy luôn. À. Nè chôn hơi sâu, nè có củ đế có ra đây. Có củ đế hết cả nhà ơi. Đúng rồi. Phơm tàn thì tròn đều ha. Wow. Hai cây Siêu Nụ này bích chịch cái tàn luôn nè cả nhà. Đúng rồi. Nó bị hơi lấp đế một xíu nhưng em cũng để đồng giá luôn đi. Rồi để đồng giá là 350 một cặp. Bự hơn nha, bự hơn bên kia luôn nha. Cái tàn này thì nó bự hơn Hữu Đức hồi nãy em mới quay hết cả nhà. Chiều cao của nó cũng 55 luôn nè. 55 một cặp rồi. Cũng cỡ nhau luôn nè cả nhà. Rồi, mã số 2 cũng 350 bao phí ship. Wow. Cũng uống dáng lòng luôn nha cả nhà nha. Nói chung là nhà vườn mình cái hàng gốc nhớt thì đều có uống thân hết nha cả nhà. Đó nút nụ thì thôi bao nút nụ luôn, hàng luôn, hàng này là hàng Giảo Siêu Nụ ha. Bây giờ mình tới mã số Mã số 3 anh ơi. Mã số 3. Dạ rồi, mã số 3 này là cặp Mai Giảo Thủ Đức nha cả nhà ơi. Rồi. À, củ đế anh quay cho cả nhà xem. Thủ Đức thì đế nó nổi lên nè cả nhà. Mấy gốc này mình trồng cho nó xổm đế lên nè. Dạ. Đó. Cái gốc này nó bự nha cả nhà, bự hơn tay cái của em nha. Còn gốc bên đây. Gốc bên này cũng bự. Ở cái lô này chắc bự cỡ những chân cái luôn á chị ha. Nói chung là con cỡ là anh ơi. Bự bự không chiều cao cũng chậu 2 rưỡi luôn mà. 55 luôn đi. Chiều cao 55 ha. Dạ 50-55 đi anh. Rồi. Bự cái nhà hàng lớn nha. Rồi. Nút nụ nó đơm nè. Giảo Thủ Đức nha cả nhà ơi. Ừ. Củ đế nè, anh quay củ đế cho củ cả nhà mình có nhận hàng thì mình đúng rồi, dễ kiểm tra phải không? Dạ đúng rồi. Rồi. Rồi cặp này cũng 350 em bao phí ship. Cặp này cũng 350 luôn. Cái này là cặp mã số 3 nha cả nhà. Dạ, đúng mã rồi. Số 3 là 350. Bao phí ship luôn. Mấy cái mã này là bằng giá hết sao ha. Dạ đúng rồi. À. Dạ đúng rồi. Rồi tiếp theo mình tới mã số 4. Mã số 4. Rồi. Cũng Giảo Siêu Nụ. Cái này là Giảo Siêu Nụ nha cô chú anh chị. Đây rồi, Giảo Siêu Nụ. Đây cả nhà ơi. Đó. Như cái trứng gà luôn ha cô chú. Ừ. Rồi cái này lò xo đứng nè. Bên này là lò xo, nó liền nó khối lại cả nhà. Đúng rồi, khối lại. Cái thân nó bự hơn ngón tay cái. Bự hơn tay cái. Đúng rồi. Rồi chiều cao. Bự hơn tay cái cho tới chân cái luôn cả nhà. Chiều cao cây này 50. Chiều cao 50. Rồi cặp này 50 luôn nè. Rồi cặp này 50 luôn nha. Cặp này 50 luôn nè cả nhà. Củ đế thì đẹp nha cả nhà. Rồi. Rồi cũng đồng giá luôn 350 em bao phí ship Giảo Siêu Nụ nha cả nhà. Nút nụ nè cả nhà. Nút nụ thì khỏi bàn luôn ha cả nhà. Đây, em quay thêm cây này nữa. Cái này mã số mã số 4. Rồi mã số 4 cặp đó, một cặp đó là mã số 4 350 luôn cô chú anh chị. Cặp mai gì thì có 350. Cái đó là mấy mùa rồi Như? Dạ cái hàng này 3 mùa mấy gần 4 mùa hết trơn anh ơi. Rồi cái... mình tới mã số 5. Mã số 5 nha. Rồi. Siêu Nụ luôn. Rồi, siêu cây nụ này luôn. Cũng cao 50 trở lên đi. Nhà vườn mình làm Siêu Nụ nhiều nha cả nhà. Dạ. Cây này cũng 50 trở lên đi cả nhà ơi. Rồi, cái góc bên đây cũng có chừng em tay cái của em nha cả nhà. Đó, để cái hàng này thì mình chơi Tết xong mình trồng đất cũng được, cũng ngon hết Như ha. Dạ đúng rồi, mấy cái hàng này trồng đất về nó mau phát lắm anh ơi. Quá chừng cái củ đế luôn nè cả nhà. Rồi cặp này cũng đồng giá luôn, mã số 5. 350. 350 bao ship luôn cả nhà. Siêu Nụ nha cả nhà. Giảo Siêu Nụ ha. Rồi tiếp theo. Cả nhà nghe cái tên của nó cũng biết là cái giống mai này rất nhiều nụ rồi cả nhà. Nó đơm nụ rất là đặc kẹo luôn cả nhà. Kẹo hết trơn anh ơi, quá trời nó từ mắt lá luôn á, nó muốn thành chuỗi luôn á. Trời ơi, cái đế này cả nhà. Gốc bành khẩn. Rồi tiếp theo mình tới mã số 6.
Mảnh số 6 cả nhà. Chiều cao cũng 50 ăn lên đi. Rồi cái này 50 ha. Luôn đi. Ừ. Rồi. Rồi em quay dạ cái đế cả nhà mình xem. Dạo siêu nụ, góc bự hơn tay cái của em, góc bên đây thì nó cỡ chừng tay trỏ của em nha cả nhà. Dạ. Đó cái đế nè. Không có cây nào giống cây nào nha cả nhà. Dạ. Ừ. Cây này hơi siêu siêu một chút xíu nè. Cho bonsai mình mua mấy cây này về mình chơi củ đế rất là đẹp luôn nha, vô mấy cái chậu rồi là củ đế nó nổi lên đẹp lắm cả nhà ơi. Ờ. Rồi giá mình giao lưu cũng là đồng giá luôn, 350 bao phí ship. Một cặp thì 350 bao phí ship. Dạ. Đây cả nhà ơi. Cả nhà mình muốn xem thêm những cái mã số khác thì cả nhà cứ liên hệ nhà vườn, tại vì trên clip thời gian có hạn, em quay dài quá nhiều khi cả nhà coi mình cả nhà buồn ngủ hết cả nhà. Rồi góc này là mã số 6 nha, cũng đồng giá là 350.000 nhà vườn bao ship nha. Ngoài mấy cái mã số này ra thì nhà vườn em số lượng siêu nụ hàng 350 nhân cặp này cũng còn rất là nhiều nha quý cô chú anh chị, tại em đánh mã số cho cô chú anh chị mình dễ chọn lựa ha. Rồi. Rồi tiếp theo cũng là một cây giảo siêu nụ hình đế rắn nha cả nhà. Đế hình con rắn. Dạ đúng rồi. Rồi, 5 tỷ mình chơi đế hình con rắn cả nhà. Chiều cao của nó là 58 cả nhà ơi. 58 chiều cao. Rồi, tán ngang của nó 50. Rồi. Đế hình con rắn cả nhà ơi. Đúng rồi. Hình con rắn này cả nhà. 7 nha cả nhà. Rồi con rắn em đo chiều ngang thôi nha. Rồi. Con rắn là 10. Cả nhà mình thích con rắn thì mình sưu tầm cái hàng này ha cả nhà ha. Hình con rắn khoan để em quay kỹ cái đế cả nhà mình coi. Đây cả nhà, đế hình con rắn ngang giảo siêu nụ. Cái hoành gốc bên đây em lấy cỡ chừng ngón tay cái nha cả nhà. Em đo nãy 7 anh ơi. À, ngón tay cái. Rồi, gốc này mình giữ luôn. Phơm tàn thì nó tròn quay ha cô chú anh chị. Ừ. Rồi cây này 250 em bao phí ship. Cây này thì 250 bao ship nha cả nhà. Nút nụ thì hơi nhiều lắm cả nhà ơi. Siêu nụ mà cả nhà. Siêu nụ. Cả nhà cứ nhận hàng cứ kiểm tra giúp em thấy cả nhà. Cái góc em quay làm sao thì em sẽ gửi cái cây y chang như vậy nha cả nhà. Để hình con rắn chậu này chậu mấy em. Dạ chậu 2,5. Chậu cũng là chậu 2,5 luôn nha cả nhà. Cái góc này cũng liền cốt hết trơn cả nhà ha. Tiếp theo là mã số 8 nha quý cô chú anh chị mình ơi. Rồi. Cái cây này là cây giảo siêu nụ Bến Tre luôn cả nhà. Để em đo thông số luôn nha. Chiều cao của nó 70. Cây này đế hơi chìm dưới cả nhà. Dạ đúng rồi. Tán ngang của nó 50. Tán ngang 50, chiều cao là 70 luôn cả nhà ơi. Thì thân của nó bự chảng hết trơn anh ơi. Ừ. Cái góc này có chừng ngón chân cái luôn cả nhà ơi. Dạ đúng rồi. Để cụ nở ở dưới nè. Kiểu giống như là nó chìm ở dưới ha, mình về mình gắn và thêm giúp em cả nhà. Đó. Hiện tại nó đang giống như nứt da hết trơn luôn nè. Nó liền cốt luôn cả nhà. Nó mạnh á cả nhà. Ừ. Mạnh á thì cái quá chừng cái cụ đế. Rồi, mình đo thử hoành thân. Ở đây là chín luôn nè. Hoành chín luôn cả nhà ơi. Rồi. Cái tàn thì tròn do luôn ha. Hàng này em bó bầu em gửi cho quý cô chú anh chị mình nha. Ừ, cho anh rồi. Xin một vòng đi Dư ơi. À, cây này là mã số 8 nha cả nhà, một cây siêu nụ nè. Giá mình giao lưu là dạ cái này 350 em bao phí ship nha. 350 nha cả nhà. Mấy cái góc này thì kiểu như là nó hơi đẹp nha cả nhà. Đó, cái tàn tròn do luôn nè. Nút nụ rồi cả nhà. Thùm lum ha anh. Thùm lum luôn á. Nụ thì nó lên đặt kẹo hết trơn luôn cô chú ơi. Rồi. Như em cầm thử lên em ngửa cái đúng rồi. Trời ơi, cái tàn này cả nhà. Cái gì là chỉ có 350 bao dạ, bao ship luôn. 350 em bao phí ship luôn. Bao chơi tốt luôn nha cả nhà nha. Mã số 8 cả nhà. À, siêu nụ luôn nhiêu quý cô chú anh chị. Rồi, cái mã số 9 cả nhà cũng là siêu nụ nữa nha. Chiều cao của nó là 50. Chiều cao là 50. Tán ngang của nó là 55. Rồi. À, nói chung là cái cây càng lùn thì cái bình thân của nó là 8, củ đế. Cái tàn nó càng tròn hơn cả nhà. Củ đế 20 luôn cả nhà ơi. Nguyên cái bộ đế là 20, hoành là 8. Ừ, hoành là 8 cả nhà. Liền cốt luôn ha. Dạ rồi. Wow. Rồi góc này cho anh xin giá cho luôn. Dạ cây này 250 em bao phí ship. 250 bao ship. Giảo siêu nụ Bến Tre cả nhà. Rồi cho anh xin một vòng luôn đi Như ơi. Em cảm ơn cho dễ đi. Rồi đây cả nhà. Đó đều ren hết trơn ha. Tròn do cái tàn luôn nè. Cái này kiểu như là cái tàn mình cũng để tự nhiên không có dạ, Như đúng ha. Đúng rồi. Em uống nhãn lông mà để tự nhiên chưa có vô dây gì hết anh ơi. Rất là đẹp luôn cả nhà ha. Rồi tiếp theo là một cây cúc họ hương cũng nằm chậu 2,5 cả nhà ơi. Rồi này thọ hương cả nhà ơi, cây dạ. Mã số 10 nha. Dạ. Chiều cao của nó cũng 50. 50 chiều cao cả nhà. Tán ngang của nó là 58. Rồi 58. Cũng là hàng gốc nhất và mùa nữa. Hoành thân 8. Hoành là 8. Củ đế cái này hồi xưa mình quấn kiểu gì ta? Đó, lò xo hai vòng thôi mà nó nở vậy anh. Ừ. Mình quấn thưa cả nhà, nó nở nên củ đế em lấy 18 thôi nha nè. Em lấy tới đây thôi. Rồi. 18 thôi. Mình quấn thưa cho nên bây giờ mình vẫn còn nhìn thấy mấy cái múi hàng cả nhà ha. Đó, rất là đẹp luôn. Này mình khai thác xuống giúp em cả nhà nhầm khi ở dưới nó có nó đế nơm không chừng cả nhà. Dạ. À, cái gốc này mình vô lưu giá là. Dạ cái này cũng 250 em bao phí ship luôn nha. Rồi 250 cho mã số 10 dạ. Một cây thọ hương nha cúc cả nhà. Thọ hương cô chú anh chị. Ừ. Tiếp theo thì em có một số mai thuần chậu hàng mai green cho Tết nha cả nhà. Rồi hàng mai tàn cả nhà ơi. Mai tàn ha. À, chậu này là chậu năm ha em. Dạ hàng chậu năm nha. Hàng chậu năm. Rồi cho anh xin thông số luôn đi Như ơi. Này là giảo cả nhà, giảo Thủ Đức nha cả nhà.
dảo mình ươm hạt á cả nhà. Rồi giờ mình chiều cao cái cây này tầm 108 cả nhà ơi. Chiều cao là 108. 110 đi, tại em chưa đo cái đọt nữa nè. À. Cái ngang của nó 100 đi. Một thước. Rồi. Dạ. Rồi rồi còn cái hoành thân. Hàng này thì đế cũ nổi thôi nha cả nhà. Dạ. Rồi cái hoành cây này. Hoành thân 22 luôn. Hoành là 22 luôn ha. Dạ. À. Form này là form lùng lực cô chú anh chị mình ơi. À. Lùng lực cho cô chú anh chị mình không thích form cao thì mình lùng lực về mình chơi tết ha, mình trồng cho chưng cho tết ha. Rồi, như cây này thì giá mình giao lưu bao nhiêu cây? Dạ cái này chỉ có 550 ha anh ơi. Cây này 550 là giá bao ship luôn ha? Dạ đúng rồi. À. 550 bao ship, bao ship mà cái hàng này chậu năm lùng lực nha. Rồi, cây này thì 550. Vậy là cái mức giá 550 thì cái cây nó dao động giống như cái cây này, nói chung là 9-10 với cây này đi hẳn như ha. Nó cỡ cỡ vậy á cả nhà. Ở phía trước cũng bộn bộn khá khá. Em còn nhiều không chứ? Dạ còn có chừng 100 cây này anh. 100 cây chậu năm này mà mình giao lưu giá là chỉ có 550.000 bao cái ship nha cả dạ nhà. Dạ rồi. Hàng này em có để giá sỉ luôn cả nhà tại vườn luôn nha. Rồi, đây cả nhà mình tham khảo ha cả nhà ha. Rồi tiếp theo là hàng lớn hơn. Dạ. Cái form nó cao hơn như quý cô chú anh chị mình ơi. Ừ, cái tàn nó cũng tròn hơn nữa phải không? Dạ đúng rồi. Rồi cho anh xin thông số cây cây này thử coi. Cây này chắc 1,5 m quá anh ơi. Em quay một vài cây cả nhà mình tham khảo thôi nha cả nhà. 1,5 m anh ơi. Chiều cao khoảng chừng 1,5 thước em. Dạ. Ừ, tán ngang này. Tán ngang này nhiêu? Ngang có chừng nhiêu rồi? 100 mốt đi. Thước à, thước mốt vậy đi ha. Rồi. Thước mốt, thước 2, thước 3 gì á, em nhìn không thấy, nhìn giùm em. À, 1 thước mốt. Rồi. Thước mốt cả nhà. Cái lô này thì cây lớn hơn nha cả nhà, cũng là hàng chậu năm luôn, nhưng mà cái tàn nhìn nó đẹp hơn ha cả nhà. Rồi. Hoành có nó từ 19, 20, 18, 19, 20 cô chú anh chị. Nụ nó đeo rồi cả nhà. Đó, không có cây nào giống như cây nào thì cái này em có 3 ship lẻ luôn. Vườn em thì cũng còn khoảng 200 gốc ha. Còn khoảng chừng 200 gốc. Rồi nếu như mà anh chị mình có lấy mà số lượng thì xuống vườn em để giá sỉ tận vườn luôn nha. À, cái cây này mình giao lưu với giá là? Dạ cây này là em giao lưu với cả nhà mình là 700 em bao phí ship luôn nha. Rồi. Rồi mặt hoa của nó thì nó dao động từ 6 đến 12 cánh. Ừ. Khi có cây na thì nó bị ế thì nó chỉ có 5 cánh thôi cả nhà, giống như là 100 cây bị 1 cây 2 cây vậy đó. Mình cũng không biết chắc mặt hoa của nó được. Ừ. Nhưng mà hôm đó là em thấy mua về á. Mua về mà mua cái phôi về anh. Ừ. Là em thấy nó nở ra bông gió là em thấy 6 cánh, 7 cánh, 8 cánh, 10 cánh ha. Lâu lâu nó cũng có đốc và bông 5 cánh ở trong đó cả nhà. Thì cái hoành này dao động của nó từ 18, 19, 20 như cả nhà ơi. Rồi, 18, 19, 20. Dạ, nút nụ lên này hiện tại em nó bấm đặng chặn đọt cho nụ nó ấy anh. À. Bấm chặn đọt ha. Rồi, cây như là chỉ có 700.000 bao ship nha cả nhà ơi. Rồi, quay qua đây luôn anh ơi. Rồi, sơ lược qua đây em đi dài vô trong đây cả nhà. Cái hàng, còn hàng lớn tiền hơn nữa không Như? Dạ, còn chậu 6 anh ơi. À, chậu 6 nữa không? Dạ. Chậu 6 nhưng mà đây cả nhà, em quay thêm số lượng cũng nữa. Còn vài chục chậu hả? Dạ, chậu 6 thì còn ít. Đây cái này hàng chậu 5 cũng luôn cả nhà ơi, chậu 5 luôn nha, đồng giá 700. Rồi, cái này cũng là 7, luôn là 700.000 luôn. Dạ. Mấy cái này thì cả nhà liên hệ nhà vườn rồi mình gọi mình chọn cây trực tiếp nó dễ hơn cả nhà ha. Em quay kiểu như là em quay em chia sẻ với cả nhà. Thước rưỡi luôn anh ơi, thước tư, thước rưỡi á. Em quay chia sẻ với cả nhà, bạn Như cũng có làm thêm cái mai tàn nữa hả cả nhà. Có mai ghép già mùa cũng có. Cũng 1 mét mét 1 mét 2. Mét 1 mét 2 vậy phải không? Dạ. Rồi. Thì cái hoành của nó dao động từ 18, 19, 20 tùy cây ha cô chú anh chị. 18, nếu anh chị mình mua thì mình cứ kết bạn Zalo với em ha. Ừ. Kết bạn Zalo, em chụp hình quay video gửi cho cả nhà tham khảo. Rồi được thì mình ưng ý mình ủng hộ giùm em nha. Rồi, số điện thoại nhà vườn em để góc bên trái bên đây cả nhà, cứ liên hệ nhà vườn có Zalo hết cả nhà. Dạ, em cảm ơn cả nhà đã xem hết video của em nha. Anh chị mình có ưng giống mai ghép, mai chơi Tết nào á thì giống như cũng như là hàng mai tàn ha. Ừ. Rồi anh chị mình ưng ý hợp nhãn thì mình nhắc máy lên liên hệ bên em ha. Chú ủng hộ vườn em nha cả nhà. Rồi. Em cảm ơn cả nhà rất là nhiều ạ. Dạ, cảm ơn cả nhà đã xem hết clip nha. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Dạ.